Thưa quý vị, với 7 trên 7 phường là vùng xanh, đến nay quận Sơn Trà đã được công nhận là quận xanh thứ 2 tại Đà Nẵng sau quận Ngũ Hành Sơn. Đây là nỗ lực rất lớn của địa phương trong kiểm soát dịch bệnh, bởi quận từng là điểm nóng dịch COVID-19 tại Đà Nẵng. Đây là chốt kiểm soát tại tổ dân phố 28 phường Phước Mỹ. Đến nay, khu vực này đã gần một tháng không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Từ ban điều hành đến mỗi người dân ở đây đều quyết tâm bảo vệ vùng xanh để sớm quay lại trạng thái bình thường mới. Chúng tôi trực chốt để kiểm tra những người mà ra vào thường xuyên á, để ví dụ những người mà ở vùng đỏ mà họ ra vào đây thì chặn lại để bảo vệ cái vùng xanh được lao bày hơn tí, không có lây lan trong cộng đồng. Từng là điểm nóng dịch bệnh của thành phố với vùng cách ly y tế được thiết lập trên phạm vi rộng đến 5 phường, nhưng với nhiều biện pháp quyết liệt cùng sự hỗ trợ từ các ngành chức năng của thành phố, đặc biệt là ngành y tế, quận Sơn Trà đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh. Phường An Hải Đông là địa phương cuối cùng đã trải qua 14 ngày không phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng. Hiện nay trên địa bàn phường đã có trên 30 cái chốt kiểm soát, trong đó thì chúng tôi chỉ có duy trì 2 cái chốt kiểm soát có lực lượng kiểm soát giao cho công an, quân sự, dân phố, dân phòng, các lực lượng tình nguyện viên trực 24/24 để kiểm soát người dân và phương tiện ra vào trong khu dân cư. Còn các chốt còn lại thì chúng tôi khóa cứng, không cho người dân ra vào. Còn để quản lý các cơ sở hoạt động kinh doanh được phép hoạt động thì chúng tôi cũng đã thành lập một cái tổ cơ động, qua đó là tuyên truyền, hướng dẫn, rồi kiểm tra, thường xuyên kiểm tra. Từ khi dịch bùng phát đến nay, thì quận Sơn Trà đã ghi nhận tổng cộng 895 trường hợp mắc COVID-19, trong đó tập trung nhiều nhất ở các phường Nại Hiên Đông, Thọ Quang, Mân Thái. Trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, nên quận sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để bảo vệ vùng xanh. Quản lý kiểm tra các cái chốt ở địa bàn dân cư. Từ đó mới quản lý được con người đi đến, chúng ta mới có cơ sở biết được để mà giữ vững vấn đề này. Phải phát động một cái phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể nhân dân, mọi người mọi nhà cùng tham gia coi như thực hiện vấn đề này. Ngoài ra thì các cái hội đoàn thể cũng phải dấy mạnh lên một cái phong trào. Những ngày này, quận Sơn Trà vẫn đang triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân và các đối tượng theo quy định. Nhanh chóng bao phủ miễn dịch cộng đồng sẽ là cơ sở quan trọng để quận sớm quay lại trạng thái bình thường mới.